con trâu mà con rắn đòn cân nó cắn mình không sao, mà nó cắn con trâu rồi té cái ịn trợn trắng nó chết rồi. Ý sao ngộ hay không tự? Mày đổ thuốc chậm không kịp đó. Sao ngộ hay không tự? Ờ không biết nó kỳ cái gì kỳ. Vậy mình đổ thuốc gì hết không tự? Mình cũng thuốc rắn mình nè. Con vật chết ở dưới mặt đất này nó bay cuốc 500-700 thước mình không đánh đâu được. Giữa kênh kênh với là điểu giống nhau không tự? Đà điểu nó đâu bay được. Ủa? Thì không tự? Ừ, đà điểu chạy mặt đất không đâu bay. Có con đi ăn nhưng mà nó nhỏ hơn là điểu, con chim môn ăn rắn bụng nó đá mình có thể mất thở chàng thôi, nó cũng cao 2 thước mấy. Anh chim môn ăn rắn con kêu nó là loại chim gì á không tư? Nó kêu con gì đó, nó nhỏ hơn là điểu, nó có cái chớp lông sao như cái mộng. Anh cũng đi trong cỏ cơ vậy đó. Anh nghĩ chỗ nào có rắn là anh dậm. Sàng. Anh dậm rắn chạy ra là anh gấp. Cái đó giống như là nó đánh mùi từ cái rắn thôi. Ừ. Không nói kênh nó đánh mùi thúi, nó dụ mình ở bằng mặt đất mình không biết phân biệt mùi thúi thôi. Ừ. Nó bay trên không thì sao nó biết. Hay chứ. Có khi nào nó nhìn không? Nhìn xuống có thấy không? Thì mắt nó sáng rồi, mắt đỏ tư, trên kênh mắt đỏ lộn. Thông thường tôi thấy nó bay là nó bay bày vậy mọi người. Nhiều khi cũng bay lẻ. Còn mấy con nó thông thường nó đẻ chỗ nào hết không? Núi. Vết núi, đá, núi con nó đẻ một cái gì mày vô phương leo bắt nó. Vậy mà mấy thằng ở nước đó nó cũng bắt được. Đồ leo núi nó bay trực thăng lên bắt. Mình làm gì bắt, đẻ mấy vách đá rồi vô vườn leo. Cái con thỏ núi ở nước gì đây. Đồ nữa, anh ỉa nguyên cái bầy anh 100 con nhưng mà anh ỉa cũng như cầu kêu mình hả. Chỗ anh ỉa phần nó đổ xuống đông ỉa đái gì lại đó chạy lại đó ỉa rừng thỏ núi mới giờ mình giống chuột. Thỏ núi nhỏ con phải không tư? Mấy ký lô á chứ. Dạ. Con 3-4 kg. Ông tư ngộ cái con hà mã nó ỉa là cái đuôi nó đánh bẹp cho văng tức tùm lum hết trơn. Văng hết. Con heo độc chết cũng vậy, heo một nanh á. Dạ. Ý con heo một nanh không tư? Ừ. Cứ heo độc chết á. Mấy thằng thầy miên này nó một cái nanh heo đó có thể bằng giá tiền bằng 4 cái coi nanh kia. Dạ. Heo độc chết mua mắc lắm. Thì nó ỉa là nó lấy lụi nó đánh cất văng cho. Nhưng mà. Dạ. Cũng như cái giống rái ở cái nước nào đó. Một con rái đó tao độ 50-60 kg con. Dạ có bữa đó con coi trên mà anh bắt cua biển cá biển anh nằm ngửa ngoài biển anh để bụng anh làm dạ. Cái mâm ăn luôn. Dạ dạ. Bữa đó con nghe ông Tư kể, bữa đó con lên tình cờ con gặp ở trên YouTube á, nước ngoài nó quay á, rồi nó nằm ngửa vậy nè, hai tay nó đút đồ ăn vô miệng. Ờ để đồ ăn biển ăn không nó bự lắm ông Tư ơi. Bự. Tao thấy con đó. Cái đuôi nhỏ xíu à. Gái mình cái đuôi nó cũng dẹp mà nó lông nó mình thấy nó. Dạ. Còn nó bự lắm ông Tư ơi, nó dài cỡ mét mấy luôn ông Tư ơi. Ừ. Con gái đó đó. Bữa đó cái kênh đó kênh nước ngoài. Rồi cái người Việt người ta vô nó lồng tiếng là tiếng Việt đó. Ta nói con gái biển. Con gái đó nước nào được bắt con gái đó nuôi mới đã. Dạ bự dữ lắm ông Tư ơi, mà nó đi liền bầy không ông Tư ơi. Bầy. Dạ. Gái đi bầy không đâu đi mù không? Con nghe ông Tư kể vụ mà con gái biển mà nó ăn nó nằm ngửa đó. Ừ. Bữa đó con nó quay được cái lúc nằm ngửa luôn, con mới nhớ là ông Tư kể. Anh bình bụng anh bắt con cua anh tách ra bẻ miếng anh ăn còn nhiều anh để này. Dạ. Ăn hết này càng ngoe và anh nhai hết rồi anh mới lấy ăn nữa. Nhóc nó khôn lắm. Khôn. Khôn lắm. Con gái nó khôn lắm.
chó con giỏi chừng nào mà con chậm thì chết chó hết. Nó chạy đâu có lợi chó. Chó rượt ảnh lộn mèo vậy nè. Dùng chó nó chờ tới là ảnh tay ảnh ôm cổ ảnh cắn khốp mỏ không. Cắn nhai luôn bành mà chậm là con chó mà chết. Nó nhai hai cái mỏ, hai răng khóa tiêu tùng. Còn không nữa thì gần đìa anh bay đìa cái đùng chó bay theo anh nắm giò. Một tay anh thục với chỉnh anh ngoéo như vậy nè. Anh gịch chó xuống. Giọng chó ngột cho chịu nổi. Giải trói chết cho mà anh khỏi cắn. Rồi chó chết anh thả lên anh lặn chỗ khác. Quá khùng lắm. Khùng lắm. Tao hồi đó tao đi săn có mình. Nên chó nó bốn con chó. Phải con hai con đâu. Ồ mà nó cắn vô tôi. Tôi đập ảnh răng khóa này gãy hết trơn. Thả ra cho bốn chó nó cắn đâu mấy tiếng đồng hồ. Chó cắn nó nằm le lưỡi vài chọc hết trơn. Chó mệt nằm nghỉ ảnh ngồi về ảnh chạy. Anh té qua té lại. Không có lủng lỗ nào trên cái gian đấy. Cứng dữ vậy không thôi. Ừ, gì mà con mằn ở trong máu bầm nó tục cục cục nha. Đông răng khóa chó nó cắn. Ghê. Anh không biết xào con xào con bỏ luôn mà. Nó phải chặt ra rồi bóp muối. Yeah. Bóp muối xả chừng nào mà hết bọt à. Thịt con gái hả ông tôi? Thịt con gái. Sao ngọt quá. Hết bọt rồi cái con mới đem vô để cho ráo nước. Con bắt chảo nó nóng lên con mới xào. Xào cho anh săn thịt anh ra nước đó mới đổ ra rổ nữa. Cho anh chảy hết nước đó bắt đầu mới ướp gia vị vô mình xào mình mới ăn. Chứ con xào bậy bạ là tanh thịt. Hết ăn luôn không thử? Ăn gì nổi. Xào thí là không ăn được luôn. Không ăn. Như gì? Con mần khô không có khô nào ngon bằng nó. Dạ, ngộ nha. Trẻ khô nguyên vậy, thịt anh tanh mà khi mần khô rồi ăn không có lại cá, tại lại thịt nào ngon như thịt gái. Thịt nó giống thịt chuột, thịt tròn rồi này kia không? Nó y như thịt bò rõ tư. Dạ. Hồi đó mần cái lột da, cái căng ra phơi khô để cho nít mới đẻ đó. Lót cho nít nằm. Bị anh rút phong. Chứ nằm mũi nó không cắn nổi nữa. Yeah. Da nó dày lắm hả ông? Dày, má. Chó cắn không lủng cho mũi cắn lủng. Nhiều chó nó nhai, nó bầm dập, nó cắn anh nó dục qua, dục lại, dục bốn con nó chia. Phải một con cắn anh không nhờ nhầm gì đâu. Tay đôi anh giết chó cấp kỳ. Bị tay anh ôm được. Dùng chó mà anh ôm anh cắn cũng họng chút chết thôi, cái gì đâu. Nghẹt thở luôn. Nghẹt thở. Mọi răng con gái nó bén không tôi? Bén chứ. Con thấy con sư tử nó giật bò, giật trâu đó. Cắn lũ mũi nhưng cắn cũng họng không. Yeah. Cắn lũ mũi quật vô lũng rồi là nó không buông. Nhờ cái tay anh ôm được, anh ôm cổ con trâu, anh siết vô hoài. Trong một cái té ngang là đằng kia mới bu lại tiếp. Yeah. Nghĩ cái mồi tới miệng đâu phải ăn dễ đâu. Nhiều con vô mà dòng trâu đừng nó đụng nó hết ảnh đổ ruột chết. Gãy giò bể ngực lòi phổi chết. Thấy thế giới động vật đó. Ủa ngựa nhào vô nó dứt bay lên trên. Té xuống đất nó chạy lên nó chà nữa. Đụng nó ủi nó đẩy đất. Tóc chạy được rồi chạy luôn chứ đâu dám lại nữa. Nghĩ bởi con người mình cũng vậy, con người mình đủ trí khôn. Hồi đó có con cái đó giờ không dám con. Con thấy tội quá không con. Mình có gì tội bằng mạnh ăn hiếp yếu. Cái đó là cuộc sống sinh tồn của loài vật quan dã. Nhưng mà thấy tội, thấy con kia chết trong khi đau khổ mà con nọ thì lại ăn thì tội thì. Kiến cá ăn kiến. Nó lội ngang xong bị xấu ăn kìa.
dòm mấy cái tàu. Con cháu nó nổi lên nó lội theo bay 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 bay, mày thấy con cháu nó khôn không? Nó lựa cần cổ ngóc đầu lên nó quặp xuống nó nhận. Nhận cần khổ mà. Nhận rồi, con cháu nó dài nó bệnh ấy mà lọt vô giò nó chọt đổ ruột thôi chứ phải vừa đâu. Giò ngựa rằng trâu bò nó chọt mạnh lắm. Cháu cũng chết hoài. Dạ. Chọt đổ ruột. Cháu nó đang cắn được rồi nó xoay rồi, nó ngồi. Nó lăn hoài ngột lát chết. Dòng con nó đâu có chịu nước đâu. Cũng như sư tử với cọp đó đi đụng ăn thịt mấy con trâu khác là nó làm cái đổ ruột, gãy giò kia. Con báo nó bắt cháu nó ăn. Anh rình cháu lên mé đó, ở trên ảnh bay xuống chụp. Con báo bắt cháu nhưng mà nó sợ heo rừng. Sao ngộ hơn thôi. Ừ. Giọng heo rừng đánh sát đất ảnh phóng chạy luôn. Lơ mơ rồi đi săn heo con không biết nó muốn chết. Kỳ vậy hay sao? Ừ. Con sư tử nó không có bắt xấu mà con báo đốm nó bắt không. Mà cũng báo mấy con báo đốm nó cũng bị xấu ăn thịt hoài. Ăn? Bị xuống uống nước đó. Ừ. Xấu thì chừng chừng lại đâu hay. Sao lại cha nó ngóc đầu lại nó định hướng rồi nó bò ngay lại dưới lú lên cái đùng nó táp rồi. Nó táp trúng giò là nó gịch xuống sông chết. Dạ. Yeah. Nó xay em được rồi. Nó lăn. Nó lăn tròn mà đứt cái đầu gì nữa. Cái đùi mà nó lăn đứt con tính con trâu con bò cái sức mạnh của con cháu ở dưới nước đâu phải vừa đâu. Lăn mình đứt đùi ra nó chóc nó ăn xương bằng bắp tay của mình nó nhai đứt khúc rồi đây. Cái xấu nó cắn sức mạnh của nó đâu 500-700 kg. Một con nó cả tấn hai tấn á, lực cắn nó mạnh mấy trăm ký. Lực cắn của người cũng mạnh lắm chứ đâu phải nhẹ đâu. Bây giờ có người dân giả đâu dám cắn mạnh như gãy răng hả? Đi luôn. Bây giờ mua dạ. Đồ răng cọp răng đầu kia nhiều khi lấy răng xấu nó bán mình nó cũng mới răng cọp. Dạ. Đâu biết. Nhưng mà có cách là cái cách duy nhất mình biết răng cọp là mình thử con chó là mình mới biết phải không thưa? Mài con mài ra. Con mài ra nước con đưa lại con chó mà con chó phóng chạy đó là cọp. Dạ. Vì cái mùi đó rồi con chó nó nhiều khi nó câm suốt đời nó luôn. Không dám sủa ai. Con nghe nói làm chiếc nhẫn đeo hay là cái gì cũng vậy, cái xương con cọp hay là con chó không dám lợi nữa đó anh được. Nhất là cái da anh. Da. Cho anh bảy miệng miếng, thằng đó nó cho miếng lớn dày. Nó rơi cho con cu đen. Còn cái răng cọp, lông. Có cái mùi cho nó sợ. Chúa chân lâm. Mày tính con ruồi, con lằn, con kiến lửa này nó đâu từ nào mà con sư tử ăn cọp chết rồi không thằng nào dám bu. Anh chết cũng thúi quắc thúi hình vậy nhưng mà ruồi không dám lợi. Ngộ hả anh Tinh? Ừ. Người ta mới kêu anh là chúa. Dạ. Yeah. Chúa của là gì? Vậy mà nó đụng với mấy con rắn đen của nước ngoài cắn cái bụng của tỏi trên hả anh Tinh? Ừ, con vật dở, rắn cắn là chết. Nhất là con trâu. Con trâu mà con rắn đòn cân nó cắn mình không sao. Mà con cắn con trâu rồi té cái ình trợn trắng là chết rồi. Ý sao ngộ hay không Tư? Mày đổ thuốc chậm không kịp đó. Sao ngộ hay không Tư? Không biết nó kỳ cái gì kỳ. Vậy mình đổ thuốc gì hết không Tư? Mình cũng thuốc rắn mình nè. Lá ủ qua cất quả mày ở trong đồng mày có gì thuốc đâu mình đem theo. Ngồi cái đó dò nước dắt vô họng anh tỉnh lại sống không tỉnh bằng thịt. Có hai điều kiện nó kỳ không đưa chứ nó kỳ vậy nó mới vậy. Không biết mày tao không biết gì con trâu cắn cả bình làm như trâu sình vậy bụng bánh chưng hướng mày leo trên mày ngồi nhồi nhầm hơi trong đầy nhóc bụng anh như trâu sình sao vậy anh trợn trắng mắt. Mày đổ thuốc lát anh thở được cái kỳ đó là anh đứng dậy anh chạy cơi
Như nó quảng rồi tỉnh rồi quảng. Dạ. Giống con heo bị mua kẹp cắn cũng chết, cũng kỳ. Chích. Chích là chết. Dòng mũi ủi gì mua kẹp chơi vô luôn mũi lan cái ép rồi té ngang cái ịt lung thịt à lung giò cắn lung. Chết luôn không được. Chết luôn. Sứ ngộ hết. Thì chích là chết không còn là sống. Dù như nó kỵ cái máu thì sao đó. Nhất là con bù kẹp mà không phải bù kẹp núi, bù kẹp vàng vàng mình đó. Bù kẹp nhà nó không đứng đeo không với nhà. Bù kẹp vàng vàng mà cái mình nó trong gieo đó hả? Ừ. Mấy bù kẹp có lại bù kẹp hôi nữa. Dạ. Đái nước đái dù con rác rạc như axit vậy. Ồ. Ghê. Bù kẹp hôi thì cái thứ nó đi cái ghép nó có lông nhiều. Có lông đâu, có lông mà. Trên con kêu là một cạch núi. Cái đuôi nó ấy con đè cái đầu nó cái đuôi nó rịn nước ra cũng như mùi xương. Dạ đúng rồi. Nó có hạt cộng lông á, hai con lông nó dài trước nè. Một cạch núi mình là đen nâu nâu đó. Tao mỗi lần tao bắt mấy chục con tao nằm thì tao thả anh mò đầy mình đầy mảnh mấy kia lời gặp hết hồn. Nó đeo nhiều nữa sao nó đi được hay không được. Ừ, nó cũng 9-10 con à, cũng nhiều. Ừ. Cũng đeo sát do mẹ. Chứ đeo mà hổng hổng ngoài nó bò cây cối gạt rất hết còn. Ừ. Đeo chắc. Mà cái giống trắng trắng đó nó đeo chứ còn giống đen đâu có đeo không được. Giống đen á, con nó trắng tư rồi. Ừ. Thấy gặp hoài gì. Vậy là ổn luôn không được. Ừ, cũng nhiều. Đâu đâu có giết. Cái đó là bắt lên chiên giòn. Trời như Thái Lan nha. Dạ. Ăn tương mà đòi ăn bù kẹp. Mà vợ không ăn chứ hồi đó có ăn mà. Dạ. Ừ. Ăn nó quậy gì. Hồi đó bây giờ không ăn bán đó. Với bù kẹp. Rồi những cái con côn trùng nó thấy bên Campuchia nó chiên nó bán với sâu rồi kia đó. Không có ăn lít. Dế ngô công mình con chân cái với gai gan với mấy con rết tao lên ngọn cả hàng dùng đi soi rồi đội cái nón công binh rồi đó nón mũ mà vàng vàng đó. Dạ. Nghe trong đầu tóc nó díu díu trời lột nón lên mấy chục con trong nón bị dòng mình đi săn rồi mấy cây mộp mộp gì là chung mà đeo vô hồi nào mình đâu hay rít hả ông tư rít. Ôi. Con chân cái dài hơn gan. Trời tao nói trong cái vụ này kỳ ta. Ở đây mà có con này chừng lại gặp mấy cái bọng me nước nó rọi trong bù hình nhốt con tao ba. Đang bắt một rộng khách muốn nặng vậy đó. Con bắt cánh sao không tư? Thọc cây vô anh chạy ra. Dạ. Yeah. Mất đêm á. Dạ. Vậy vậy anh chạy ra. Nhớ là sao bắt được nó không tư? Sao mình tìm ấy mang găng tay gì mà bắt cho nó cắn được. Vì người ta biểu mấy đứa nó bắt nồi nước lên. Ôi người bắt dục vô nồi nước. Đem tao ngồi tao mần, tao biểu mấy anh kia mần tiếp. Chỉ con nắm con tuột ra cái cắp lóc còn miếng thịt không à. Tôm cua nào ngon bằng nó. Mày út đơn giản thôi, chơi chơi con cặp gấp con nướng thôi. Bà nội nó thơm mày nướng mà mày nhiễu nước miếng. bỏ con rít luộc cái đầu mình nắm cái tuột nguyên cái da nó ngoài. Nắm chứ. Con rít làm ai ra con tuột văng ra ngoài, còn miếng thịt không, miếng thịt vừa miệng mình lắm. Dạ. Có mỏ bụng không Tư? Bụng nó, con tuốt ra rồi cái đường bụng nó, đường ruột nó có dây thẳng. Gỡ ra rồi. À. Nhiều con nó dính trong da nó luôn. Ta bắt nó lặn ngó sen. Ta mua cà chua ta xào. Ăn muộn nữa anh nào anh ấy từ đó tới sau nó bắt. Ngọn cả hàng mới hết ngô công. À. Trong bọng mang nước bà nội trùng đèn. Mày lên mấy cái địa đế mày thả chó nó lát trùng đèn nó lội. Cắn ngoài nên. Không. Sợ chó mình lắm luôn á ông Tư. Một con chó nó cắn chết không sợ. Mà dòng đế ủ cả thước vậy đó. Anh chung với con chó nó chụp trên nó hử nó sủa.
quảng hồn mới lội ra bắt lát có mấy trăm con. Mần trùng đàn cực lắm, con mới mần cạo lông. Bắt nước sôi trụng ảnh vô, lấy muỗng cạo ảnh rồi mới ram nữa. Cực. Ngon. Để là về giả cày nữa chứ làm gì đâu hết ông Tư. Ừ. Chặt làm hai ra xào. Giả cày con xào lăn cũng ngon nữa. Tao xào mày ăn mềm sụm, tao vứt luôn. Để thuốc vô hay sao? Đâu thuốc. Gia vị mình ướp vô với tương hột nó có thuốc mang gì đó. Có nhậu riêng cái đầu ảnh ăn nguyên cái đầu sọ ổng ảnh rồi đó. Đâu bỏ xương đâu, bỏ răng không. Mà nội cái thứ gì trồng đèn một cái khủng khiếp luôn, nguồn nước. Nước ngập nó gom lại mấy gò đìa. Nó đẻ thì thông thường nó đẻ theo mấy chỗ nào chứ. Những đẻ gò đìa đó. Đẻ cho gò đìa luôn. Ừ. Con đó nó có ăn gà mà nhiều lắm không? Nó ở trong rừng như gà đâu nó ăn. À, nếu mà nó đi lọt vô sớm là nó ăn gà. Ăn hết. Mày thấy nó ăn gà anh cũng biết thế lắm. Anh nằm ngửa lên anh nhắm hết mắt gà mái dẫn con nó gặp. Lúc con riết lại buông xung quanh coi. Yeah. Anh coi con nào gần anh lăn ngang anh hốt dính liền. Con dính rồi. Ừ. Tao bắt ảnh được hoài à. Yeah. Dòng gà ăn ký nửa ký anh hốt mà gà nó đập cánh bụi bay anh nhắm hết mắt anh gịch anh ve lui không mà. Ủa sao nó không chạy đó? Cắn gà cho bỏ chạy được. Rồi gà vũ cánh bụi bay anh nhắm hết mắt rồi chấn cổ anh. Chừng nắm dở lên bắt gà ra anh mới gặp mình anh mới la. Tao nói muộn rồi mày ơi la cái gì nữa. Một lần đây gài 7 ngày mấy chục con. Nó bự không á ông Tư? Bự lắm là 1 ký mốt. À 1 ký mốt. 1 ký mốt mà lớn hơn chục cống một chút xíu. Lớn hơn nó bị nó dài. Chứ bự thì nó không bự hơn nó dài. Dài gấp đôi chục. Ruộng lúa này đào mương đang mình khai nước nó vô ra đó. À. Gặp dấu anh trời gài chút dính chút dính. Dấu nó là như thế nào để phân biệt thì có. Dấu chuột vậy đó. Y chang vậy luôn. Thì do anh do chuột mà. À. Ruộng cái với cặp bờ dòng đó con gài cặp cặp bờ bị anh trời anh kiếm cua kiếm tép cá rồi đó. À. Anh gài dính bật anh lên anh la ché ché. Bây giờ hết rồi. Hết rồi. Còn còn đây còn mấy con chạy tới chạy luôn rồi. Giờ mà đâu có bớ gì nữa. Rồi tao nuôi con cho ăn riết ảnh nứt trứng giá chết luôn. Ủa sao cây dữ vậy? Mập quá mập á. Nứt trứng giá. Đi đâu bỏ ảnh trong túi. Anh ở đâu, anh đi đâu không biết, mày hút gió queo queo là anh chạy vô liền. Ông Tư nuôi hồi nhỏ hay sao? Nuôi nhỏ. Nuôi con vật con, vật thiên nhiên á, tự nhiên mà về thuần quá rồi nó hết. Nhất là con nhang mình á. Nhang đất thứ mỏ nhọn nó không con mặn như ấy mình. Nhang có sọc sọc trên lưng á. Đó tao nuôi đi học gì tao đập mèo bà cồn chết luôn. Nuôi hai con nó giật chết con còn con nó chụp giục đuôi. Ra ngoài đường á ông đi học gì tao hút gió chạy vô. Còn nó sợ lắm, nó không dám lại mình chạy nóc nhà. Hỏi rồi chừng bà hai mày nói mèo bị nó giật. Con bắt mèo là tao đập chết quen đi. Nóng dữ dần đâu. Ồ, trẻ mà. Không biết suy nghĩ. Nghe nó côn. Đi qua Phú Quốc đặt thằng này ở khu rừng mình đi đó có chuồng bay đó. Chuồng bay đẻ bọng không à. Dạ. Nó cũng bằng nhang mà nó đẹp lắm. Kêu là tròn lắm đi. Chuồng bay cái cánh từ giò trước lại tới sau.
Anh leo lên cây cao cái anh như nhảy dù vậy, anh phóng xuống anh tạt 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 cái lại kia anh cắt lên anh đáp vô cây. Chứ anh không có ai ngang được. Bị hai cánh hai bên đây nè. Yeah. Là hai cái miếng da nó. Da nó lú ra như hai cái cánh. Rồi cắt kè bay. Nhóc. Cắt kè bay nó tìm cú bắt nó căng con mình tới út út. Con mấy chục ngàn nó đẻ đâu. Bán cho mấy người bệnh viện đó. Dây thun cái tâm mạnh đeo cây tâm mạnh dây thun để đá là bắn dây nạn thun bắn cái bọc con bắn cái bọc con gì cà bay á trùng bay phú quốc cỡ bữa gành dầu hồi xưa không làm gì cho hết bây giờ chắc cũng hết bắt ba bắt kỳ này vô nó đủ gành dầu chỗ hở mình đi đó không tư? Ừ, chỗ mình đi lên gặp hai trang với hai kích đó. Dạ. Yeah. Hồi đó rừng chỗ đó tối trời. Chỗ đó là chỗ ủy ban xã thành thị mình đi giờ hồi đó rừng không? Dạ. Yeah. Lộc tháo với cây kiền kiền, cây dầu, cây nào cái nấy 4-5 đứa mình ôm. Yeah. Hồi xưa là ông Tư ở chỗ đó nhiều không ông Tư? Ở đó nhiều. Yeah. Mà thành ra sơn trà này đi rừng lộn nhóc đi có bữa giác gì không nổi để rừng bữa sau lên giác tiếp.